Xin được chào quý vị khán giả thân yêu của MT Play. Chiến cướp vô địch của giải bóng đá 7 người sinh viên toàn quốc là thứ mà đội siêu phàm Huy Dũng Thể Thao của Chí Minh đang thiếu vào thời điểm này. Và ở mùa giải năm nay lần thứ 3, họ sẽ bắt đầu hành trình đi tìm điều quan trọng đó. Và đối thủ đầu tiên họ ở mùa giải này đó là thằng Fedica, nhà đương kim vô địch của khu vực Hà Nội. Giờ thì chúng ta sẽ đến với đội ra sân của thằng Fedica. Ngày hôm nay họ sẽ ra sân với các cầu thủ mang áo số 3, đó là Đại Dương, số 8 Hữu Vàng, số 10 Duy Huy, số 14 đó là Đình Công, đội trưởng mang áo số 15 Văn Quý, số 18 Đức Việt và số 20 đó là Gia Kiệt. Ba trọng tài sẽ điều hành trận đấu này đó là ông Hoàng Quý Nguyên, Phạm Nguyễn Tri Thức và Nguyễn Anh Vũ. Và đối với đội sư phạm Huy Dũng Thể Thao Hồ Chí Minh ngày hôm nay, họ sẽ ra sân với các cầu thủ mang áo số 3 đó là Tuấn Kiệt, số 7 Minh Đạt, số 10 Minh Nhật, số 11 Huy Hoàng, số 13 Tân Phát, đội trưởng mang áo số 11 Trường Thọ và thủ thành mang áo số 20 đó là Nhật Toàn. Và như vậy là hiệp một trận đấu giữa Đại học Fedica và Đại học Sư phạm Huy Dũng Thể Thao Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được bắt đầu. Đại học Sư phạm Huy Dũng Thành phố Hồ Chí Minh họ đang rất khát khao chiến cúp vô địch của giải bóng đá 7 người sinh viên toàn quốc. Lúc này thì UBS họ sẽ chơi ở trận đấu này với tư cách là đội chủ nhà cả nhà. Không quá bất ngờ khi mà người khai thông thế bế tắc dành cho Đại học Sư phạm Huy Dũng Thể Thao đó là Minh Nhật. Bàn thắng ngay ở phút thứ hai. Gần như đây là pha lên bóng đầu tiên ở trong cuộc so tài này. Minh Đạt là người kiến tạo và Minh Nhật như thường lệ vẫn xuất hiện. Nhưng đó là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Không có lỗi. 3-2 dành cho Fedica, xuống xa, khá nguy hiểm. Đó là pha ra chân nhanh đến từ Hữu Vàng. Fedica họ sẽ chờ đợi vào những pha chuyển đổi trạng thái như thế này. Khi mà trước đó Huy Hoàng là người đã để mất bóng. Trong một bàn đấu mà người ta gọi là bàn đấu tử thần thì những điểm số là điều cực kỳ quan trọng. Khi mà những chiến thắng được cụ thể hóa thì sẽ giúp cho các đội bóng sẽ có được những ưu thế rất lớn. Chúng ta vừa xem lại đường truyền theo kiểu mắt lát của Minh Đạt dành cho Huy Hoàng. Họ có thể mong chờ vào những tình huống cố định như thế này để tạo ra một điều gì đó về phía khung thành của đối phương. Đánh đầu, đó là pha đánh đầu của Đại Dương. Nhưng UBS cũng không phải là một tay vừa ở trong những pha phòng ngự bóng cố định. Đó là pha đánh đầu của Đại Dương. Quả đánh đầu thứ hai của số 3 trong vòng 5 phút. Minh Đạt đối đầu với Văn Quý. Từ một block người của Tuấn Kiệt. Minh Đạt. Minh Nhật dẫn gốc. Khá nguy hiểm. Bóng chỉ đi vào mép lưới khung thành của Đại học Fenica mà thôi. Và đứng trước bóng tình huống này đó là Đức Việt. Đức Việt không có gì nguy hiểm. Có vẻ như ý đồ của Đức Việt là một pha vẫy má ngoài chân phải. Minh Nhật. Bước một rất ổn đến từ số 10. Minh Nhật thả bóng ra cho Tuấn Kiệt. Đưa bóng không được. Mọi thứ đã rất gây ngoại trừ cú đá cuối cùng của Tân Phát. Khi mà Minh Nhật thả bóng vào khe rất nhỏ thôi và Tuấn Kiệt thì cố gắng vẫy má ngoài chân phải dành cho Tân Phát. Rất từ từ. Có vẻ như là OBS họ muốn khép lại hiệp đấu này với tỷ số được giữ nguyên. Minh Nhật. Huy Hoàng ru ngủ đối phương và bất ngờ tăng tốc. Và đó là Huy Hoàng. Chúng ta đừng bị đánh lừa bởi vẻ ngoài có phần thư sinh của Huy Hoàng. Huy Hoàng rất nguy hiểm trong những bước chạy của mình, rất nguy hiểm với những cú đá tưởng chừng như đơn giản nhưng nó không hề giản đơn một chút nào. Thật sự tập trung với tình huống cố định này đến từ đối phương. Cột xa khá nguy hiểm. Bóng đi cắt ngang khung thành sau pha đánh đầu của Minh Nhật. Với hai bàn thắng trở lên, thậm chí là trong trận đấu giữa Đại học Tôn Đức Thắng và Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội thì trận đấu đó còn đã có đến 5 bàn và dứt điểm từ xa đến từ Đại học Fedica. Chúng ta cùng một lần nữa theo dõi lại tình huống phối hợp giữa hai cầu thủ trắng. Lê Hoàng. Bóng vẫn còn trong cuộc dành cho Fedica. Lê Hoàng không được. Bóng đã chạm vào chân của Trường Thọ và đi ra ngoài. Minh Nhật. Vẫn đang Minh Nhật chân trái. Và Lê Hoàng sẽ là người thực hiện dành cho đại diện đến từ thủ đô Hà Nội. Sút xa. Và kết thúc chưa có gì nguy hiểm của Duy Huy.
Duy Huy, Đức Việt sút xa, cú đá trúng vào một cầu thủ của đối phương và đổi lại chỉ là một tình huống đá phạt góc tiếp tục dành cho Phenica mà thôi. Những hành trình sắp tới của Best, những mục tiêu mà họ đã đặt ra sẽ trở nên vững chắc hơn. Minh Đạt sút xa, bóng chạm vào hai cầu thủ của Phenica. Rất hiếm khi mà chúng ta thấy các cầu thủ Best thực hiện những quả đá từ xa kiểu như vậy. Văn Quý, đình công lại sút xa và vẫn không có gì nguy hiểm đối với khung thành của Best. Mất điểm ở trong ngày đầu ra quân, về mặt tâm lý thì nó sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều. Minh Nhật khá nguy hiểm, chỉ cần những pha bóng đơn giản như vậy thôi thì chúng ta phải nhắc về Minh Nhật rất nhiều. Chạm bóng bằng ngực và vô lê ngay bằng chân trái, gần như là những sự thay đổi người mang tính 1-1 đến từ các huấn luyện viên. Bóng hay, và chạm bóng đầu tiên của Tăng Phát, chính xác hơn là của Thành Phát sau khi được tung vào sân. Cả Minh Nhật cùng với Thành Phát đã di chuyển về hướng bóng. Một trận đấu giữ trắng lưới, tính đến lúc này thì chỉ có Nhật Toàn là thủ môn chưa để thủng lưới mà thôi. Không được, một pha bóng hoàn toàn ngon ngăn dành cho Tuấn Kiệt, nhưng có vẻ như là số 3 cũng đã hơi bị đuối rồi. Chơi bóng khá nguy hiểm, một pha chạm bằng chân phải của Minh Nhật. Xuân Bảo, tình huống chờ bóng của đình công. Huy Hoàng chơi bóng, Tuấn Kiệt đưa bóng, bóng chạm vào Văn Quý và sẽ là phạt góc dành cho Best. Sẽ có 2 phút đá bù giờ dành cho Phai. Minh Nhật ra cây, Anh Khoa, và đó cũng là những tình huống bóng cuối cùng trong trận đấu giữa Đại học Phenica và Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 nghiêng về phía Minh Nhật và những người đồng đội. Minh Nhật đóng góp vào một pha bóng lập công và một tình huống kiến tạo dành cho Huy Hoàng để mang về 3 điểm trong ngày đầu ra quân rất thuận lợi dành cho Best. Và đến đây thì phần bình luận trực tiếp của FPT Play cũng xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý các bạn đã cùng chúng tôi theo dõi các trận đấu diễn ra ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong những trận đấu diễn ra tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.